Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay đây đang là cái con LG Wing và nó đang chạy cái Android 11 nhé. Đây các bác có thể thấy ở đây. Đó, thì con LG Wing của em đang chạy Android 11. Thì trước đây em đã có một cái clip mà trải nghiệm cái gọi là LG Dex trên cái LG này. Thì hồi đấy em trải nghiệm trên cái con G8 và lúc đấy ấy, thì con G8 nó chỉ là Android 10 thôi. Thì không biết là lên Android 11 ấy, thì cái LG Dex của LG ấy, nó đã làm tốt hơn chưa? Thì nay em sẽ thử nghiệm cho các bác xem nhé. Thì đây là con LG Wing của em để đây. Thì muốn trải nghiệm cái này ấy, trước tiên các bác cần có một cái, đây gọi là cái cổng chuyển đổi từ C sang rất nhiều cổng, ví dụ từ C này sang HDMI này, có một cái cổng USB này để mà cắm chuột hoặc cắm bàn phím gì đấy, mấy cái phím khe thẻ nhớ thì không cần thiết. Và đây nó có cả một cái nữa là lấy data và có cái cổng sạc nữa. Và đây nó còn có một cái jack 3.5 nữa. Đó, đây là những cái cổng cơ bản thôi. Thì cái cổng này sẽ cắm vào cái con LG Wing của em. Thì các bác cũng cần phải có một cái màn hình. Thì đây, em có cái màn hình ở đằng trước kia kìa. Thì cái màn hình này các bác có thể là nó có thể là dạng VGA hoặc HDMI gì đấy, thì tùy các bác có màn hình dạng nào thì các bác cần chuyển đổi nó về cái nào, cái thiết bị phù hợp của bác. Như thiết bị của em đây nó ra HDMI thì em phải chuyển đổi về HDMI đây. Thì em cắm cái đầu HDMI vào đây. Đó. Ok. Và em có một con chuột đây này. Đây em có một con chuột không dây nhé. Đây cái đầu cắm của con chuột đây. Con chuột đây và cái đầu cắm nó đây. Thì cái đầu cắm này ấy, em cắm vào cái cổng USB. Rồi. Và có một cái cọng sạc ở đây. Sạc đây thì em sẽ cắm sau nhé. Sạc tí nữa sẽ cắm vào đây. Sạc thì em cắm sau. Và đây em có một cái tai nghe nữa nhé các bác. Đây là cái jack tai nghe này. Đấy thì các bác cắm vào đây. Các bác có thể dùng jack tai nghe hoặc là cắm vào cái loa vi tính nhà các bác, hoặc là cái dàn bộ âm thanh nào cũng được, miễn là có jack 3.5. Thế đây em thử nghiệm bằng cái tai nghe của em nhé. Cắm vào đây. Rồi, như thế này thì các bác cũng chưa đủ đâu. Tại vì nó cần một cái bàn phím nữa các bác. Thì đây, em có một cái bàn phím ERA W316, đúng rồi, 316 W. Thì bàn phím này là bàn phím Bluetooth nhé. Bàn phím này em kết nối trực tiếp với cái điện thoại Wing kia rồi, kết nối Bluetooth với điện thoại Wing rồi. Thì cách kết nối thì cũng dễ thôi, em có clip hết rồi đấy. Thì như thế này là đã đủ được chuột này, bàn phím này và màn hình đấy, âm thanh đấy, như thế là ổn rồi đấy, xong hết rồi. Và các bác chỉ cần cắm vào con Wing này thôi. Đó. Cắm vào đây. Đó thì đây em sẽ mở cái con Wing lên. Đó thì các bác cũng thấy đằng trước kìa, đấy nó đã tự động kết nối với cái màn hình đằng trước rồi. Thì nó cũng sẽ có hai kiểu kết nối cho các bác. Một là các bác sẽ kết nối theo dạng là bình thường như này, đây bình thường như này này. Đấy thì các bác nhìn thấy nó chỉ là một cái gọi là phóng to cái màn hình điện thoại lên thôi. Đây này, như thế này thôi. Đó, không có gì nhá. Và dùng chuột bình thường nhé các bác, cứ dùng chuột bình thường nhé. Đấy thì cái kết nối này thì nó quá cổ xưa để không nói nữa. Thì em chỉ quan tâm đến cái việc mà nó có cái kết nối gọi là LZX đi. Đó thì các bác nhấn vào đây để kết nối LZX. Thì bây giờ ấy, em sẽ trải nghiệm cho các bác xem nhé. Thì trước đây ấy, ở cái Android 10 ấy, thì khi mà các bác kết nối cái màn hình cái điện thoại này với cái màn hình ấy, gọi là LZX đấy, thì các bác ví dụ như các bác tắt màn hình đi, các bác tắt màn hình của điện thoại đi thì các bác không sử dụng được nhé. Nhưng mà hiện tại đến bây giờ cái Android 11 ý, thì các bác có thể tắt màn hình được và các bác sử dụng được nhé. Đây này. Đó, các bác thấy không? Tắt màn hình điện thoại vẫn dùng được. Đấy, không liên quan đến màn hình điện thoại nữa nhé. Đấy thì nó sẽ rất là tiện lợi cho các bác. Ví dụ như các bác có một cái gọi là cái điện thoại mà bị mất màn hình hoặc là hỏng màn hình gì đấy, các bác kết nối với cái màn hình như này ý, thì nó cũng rất là dễ dàng, rất là ổn luôn. Đấy, rất là dễ nhá. Đó, ok. Thì hiện tại là Android 11 nó có cải tiến hơn cái 10 ấy, là tắt màn hình điện thoại được nhé. Đấy. Rồi, ok, thì em tắt màn hình và em sẽ đưa cái khung hình vào hẳn cái máy cái màn hình của em nhé. À, để xem là cái LZX nó có cái gì. Đây, thì các bác có thể thấy này. Em sử dụng chuột bình thường nhé. Xem để em xem cái bàn phím nó có ok không, từ một cái app nào nó có cái ấy xem nào. À, vào luôn cái
vào luôn cái trình duyệt đi, vào luôn trình duyệt xem là cái bàn phím của em nó có hoạt động không. Rồi, ok, em vừa đánh bàn phím lại nó ok nhé, hoạt động bình thường nhé. Đấy, thì bàn phím em hoạt động bình thường nhé. Ok, thì đây trải nghiệm luôn cho các bác luôn là ở ở cái chế độ quét này thì nó như thế nào. Này các bác, thì nó cũng chỉ là phóng to đi như này thôi. Đấy, nó nói chung là nó còn khó chịu, em thấy nó còn khó chịu hơn việc mà mình sử dụng cái quét bình thường. Đấy, nói chung là nó chỉ phóng to lên, mà phóng to thì kiểu nó kéo giãn này, nó rất là khó chịu. Đấy, nói chung là cũng, nếu mà dùng kiểu này thì cũng rất là khó chịu luôn. Rồi, tiếp theo là một cái app khác. Đây, ví dụ như TikTok đi chẳng hạn. Đấy, à cho các bác nghe nhé, tại vì TikTok này nó có tiếng nhé các bác. Đấy đấy, các bác nghe thấy không? Các bác đang nghe bằng cái tai nghe nhé, nó có tiếng đàng hoàng nhé, thì nó sẽ phát ra được âm thanh ở ở, ở cái tai nghe đấy nhé. Nhưng mà cái TikTok này nó không không cho to ra các bác, đây nó chỉ có bé như này thôi, nó cũng chẳng có hay ho gì cho lắm. Rồi, bỏ qua. Thì đến một cái trình duyệt cái app nữa là một cái app thư viện chẳng hạn. Đây, thì nó cũng khá là không hay các bạn, đây này, nó cũng chẳng có cái gì luôn. Đấy, to đùng ra và nó cũng rất là khó sử dụng đó. Và đến app cài đặt này xem nào. Ở cái đặt này thì còn 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 dễ sử dụng hơn một chút. Đó, và sẽ tiếp theo một cái bác hay dùng, nó là YouTube chẳng hạn. Đây, YouTube đây, thì đây nó cũng khá là khó sử dụng đấy các bác, nó cũng như cái thời Android 10 thôi. Thì em sẽ thử một clip em dùng đây. Đấy, các bác nhìn thấy này, nó khá là bất tiện là vì cái đoạn dưới này này, các bác cho to ra tí nữa. Đấy, đấy các bác cho to, các bác kéo giãn nó một tí nữa. Thì đây các bác, nó khá là khó chịu ở cái phần 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 dưới này này, nó hơi hơi hẹp đấy. Thử kéo nhỏ vào tí nữa xem nào. Đấy, thì nói chung là đây, thì nó cũng được cái là cái app YouTube này nó cũng khá tương đồng với một cái app YouTube mà mình hay dùng trên điện thoại ấy. Nói chung là cũng được, không không vấn đề gì. YouTube này thì còn dùng được này. Đấy, các bác kéo màn hình các thứ đã được. Rồi, YouTube được, ok, dùng được. Một cái app khá là hay dùng nữa sẽ là app Messenger rồi. Messenger đây. Đây thì đây các bác. Cái app Messenger này thì nó lại không có kéo giãn. Đấy, thì nó có cho các bác kéo giãn ra và nó cho các bác full màn hình luôn. Thì đây nó cũng cũng được, cái này sử dụng được các bạn, nói chung là sử dụng được. Đây. Đấy, sử dụng được nha các bác. Nói chung là nó cũng hơi 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 lòng hoàng tí nhưng mà cũng sử dụng được. Rồi. Tiếp theo là app Facebook chẳng hạn. Đây. Facebook đây. Đấy, tự nhiên lại mất ở đây. Và đã đánh được nhé. Đánh được bình thường. Đấy, và để kéo giãn xem nó có giống cái điện thoại không nào. Này. Đây, giả sử cái điện thoại như này. Hay thì các bác nó thực sự là nó cũng không không khác gì cái điện thoại mấy, nhưng mà em thấy là nó có vẻ là nó khó sử dụng hơn điện thoại ấy. Đấy. Nhưng mà nói chung là cũng dùng được, không đến nỗi nào. Đây, ví dụ như vào nhóm các thứ. Đây. Đấy, nói chung là cũng được. Nói chung là dùng cũng tạm được các bạn, không, nó hơi khó hơn một chút nhưng mà dần dần thì nó cũng quen thôi. Nếu mà các bác dùng thì nó cũng sẽ quen thôi. Thế thì em thấy là những cái app đây, từ từ đã, có một cái app gọi là app các bác có hay dùng nữa, Zalo đi. Zalo hay dùng nữa này. Đấy, Zalo hay dùng đây, thì các bác cũng kéo ra rất giãn rộng nó ra xem như thế nào. Đó. App Zalo này thì hơi 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 củ chuối hơn. Đây này, nó đây này, đấy đấy, nó không có cái video, là nó chỉ có như này thôi, nó cũng khá là khó dùng. Đấy đấy, nói chung là Zalo thì cũng thế thôi, nó không không khó, không 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 dễ dùng mấy. Rồi, nói chung đấy là những cái app mà phổ biến hay dùng, thì em sẽ thử vào một số cái game xem nó thế nào nhé. Đây, cái game em hay chơi là cái game Clash of Clans này, xem thế nào.
Đó. Thì cái game Clash of Clans này ấy, thì nó lại không cho phóng to các bạn. Ra cái game này mà nó cho phóng to ra ấy, em nhớ không nhầm ấy thì cái đợt của Android 10 nó không cho phóng to như này. Nó cũng chính bé như này thôi. Cái này nó không không có không cho các bác kéo giãn cái màn hình ra. Đấy, không cho kéo giãn ra. Nếu mà cái này nó to được ấy, thì cắm máy vào để mà chơi cái trò này hay phết các bạn. Cái này nó vẫn cảm ứng được này, chuẩn khá chuẩn này. Đấy, cái trò này chơi được nha các bác. Cái trò này thì chơi được, tuy nhiên thì nó lại không không có to màn hình ra được, dẫn đến là nó hơi củ chuối. Nó bé như này thì chơi cũng khó lắm. Đấy. Không to được nha các bác. Em đã thử kéo rồi mà không được này. Kéo hết rồi đây này, không được luôn. Đấy. Không được nhé, cái game này không được. Bỏ. Có nghĩa là nó nhỏ thế thì chơi cũng khó. Rồi, tiếp theo một cái game mà các bác hay chơi nhất à, Liên Quân Thần Thánh này. Trò củ chuối này chơi 5 năm không không khá lên được. Đây, thì đây các bác chờ tí để xem nó có vào được không. Bác chờ tí nhá. Đó. Có vẻ là vào được đấy. Em nhớ là Android 10 thì không chơi được nha các bác. Android 10 không chơi được luôn. Ơi. Ui. Android 11 không, không không chơi được luôn các bạn. Đây này. Bấm không được luôn. Bấm không không nhạy luôn, không ăn gì luôn. Không vào được luôn này. Tuy nhiên thì nó có thể cho to hẳn mình ra được như này nhá. Đấy, nó cho to mình đặt to đùng như này được. Nhưng mà lại không chơi được, không bấm không ăn. Bấm không ăn ở vị trí nào cả. Coi như là nó chỉ có biểu tượng như này thôi. Đó các bác, thôi. Đừng quên bỏ. Ấn lần nữa để thoát. Rồi. Đó, tắt đi chứ. Đây này, bé không được này. Không được luôn. Thôi bỏ. Liên quân không được nha. Cô đột duty xem nào. Các bác chờ tí. Các mấy game này nó khá là lâu tại vì thứ nhất là cái con Wing thì đúng là nó cũng không mạnh mấy, cho đến là nó cũng load game hơi chậm. Đó. Cái này chỉ mang tính chất thử nghiệm cho các bác thôi nhá. Em nghĩ là cái LGD này nó phù hợp với mấy cái game mà kiểu kiểu mấy game nhẹ nhàng ấy, kiểu đồ họa mà một chạm thôi, không phải là nhiều chạm ấy, không phải là phải dùng hai tay ấy, cái kiểu game dùng một tay chơi được ấy thì là rất phổ biến luôn, rất là hợp lý luôn đấy. Đấy, cái này không được luôn à. Ây da. Ây da. Cô đọc đôi không được, phóng to được này các bác. Phóng to được nhưng mà không chơi được, không vào được. Đó các bác, không chơi được. Cũng như thế thôi. À vào được đây rồi này. Ơ. Ôi. Quay được người này. Quay được người này. Quay người này xem có vào được không. Ôi. Không vào được đâu luôn các bạn. Không vào được đâu luôn. À. Quay được người nha. Nhận cảm ứng để quay quay người nhưng mà lại không chơi được. Thử thử mấy cái nút phím. Cái phím bàn phím cũng không được các bạn. Bluetooth thì chẳng không được đâu. Nếu mà chơi được thì ngang với hack rồi. Thôi rồi. Nó cũng không chơi được các bạn. Bỏ luôn. Thoát game luôn. Có một tựa game nữa là PUBG Mobile chẳng hạn. Đây. PUBG Mobile. Cái game này anh em hình như cũng chơi rất nhiều luôn. Thử xem chơi được không thôi. Thực ra thì với cái cấu hình yếu như con Wing thì chơi mấy game này nó cũng khó lắm. Nó hơi giật lag đấy các bác. Em dùng Win nhiều rồi em biết. Nói chung là các bác nào có vấn đề gì về con Win ấy, thì cứ liên lạc em. Em sẽ giải đáp tất cả những vấn đề về con Win luôn. Trừ Aprom này, Aprom này không có đáp. Rồi, cái này là cái gì đây? À, được. Cái này lại cảm ứng được này các bác. Mỗi tội là cái này cảm ứng được nhé các bác. Ôi, tắt rồi. Ôi dạ, em vừa chạm nhầm tắt bố đây. Chắc phải chờ tí, bây giờ nó cảm ứng được đấy các bác. Các chờ tí nhé. Cái PUBG Mobile này lại được các bạn. Nhưng mà đấy các bác nhìn thấy này. Cái PUBG Mobile này nó không cho các bác kéo to cái màn hình ra. Dẫn đến là các bác cũng không chơi được. Các bác cũng không thể làm cho nó to ra được. À, nó to hơn được này. À không phải. Nó cho to kiểu gì ấy. Đấy. Không được luôn các bác. Cái game PUBG Mobile nó bị lệch lệch cảm ứng này. Ví dụ em bấm
em bấm ở cái dấu x này chẳng hạn. Đây nha các bác nhìn dấu x này nha, nhưng phải bấm 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 thẳng dấu x thì không được, phải bấm bên trên một tí. Đấy. Ê. Thế mới củ chuối chứ. Cái này là cái gì đây? Thôi được rồi. Đấy. Bắt đầu xem nào. Bắt đầu vào chơi. À, thử chơi xem là được không các bác? Vào được. Nhưng mà chơi kiểu này thì cũng chán lắm các bạn, nó chả có ý nghĩa gì cả. Nó không có mang tính trải nghiệm, nó chỉ mang tính gọi là hình thức thôi. Rồi. Đấy, vào được rồi các bác. À, chạy này. Đó. Nhưng mà cái này chỉ xem nào. Bàn phím cũng được các bạn, bàn phím mấy cái nút di chuyển cũng được. Đấm này, đấm này, đấm này, đấm này. Đấm lại được, bấm thì được, chạy được. À, chạy được. Ôi, tự nhiên lên máy bay bay rồi. Đó, nói chung là thứ nhất là cái game này nó không cho các bác full mình ra là một. Và thứ hai là nó chỉ có cho các bác cảm ứng một điểm thôi, một một cái chuột này thôi. Giờ đấy là các bác cũng không chơi được đâu. Đấy, nó quá bé để mà chơi. Ôi, ok, trải nghiệm thế thôi, bỏ đi. Chả có tác dụng gì cả. Xem là có cái gì được trải nghiệm nốt rồi. À, hình như là có cái game thử cái game BA này xem nào. Em nhớ là có cái game BA này. Nếu mà các bác chơi BA hay mà các bác ngắm cái màn hình to hơn thì các bác sẽ thích hơn. Thì đây. Bia đâu đây. Đây chẳng hạn. Bia trên dinh nhá. Đó, bia trên dinh. Em cũng thỉnh thoảng làm trận bia trên dinh. Xem nó thế nào, cho to này xem nào. Tự nhiên cho to lại thoát mất các bạn ạ. Đều thật to ra nào. Trời, thế thì bằng nhau. Thế các bác cho full cái màn hình của cái dinh này thì nó lại bị mất các bạn. Cho kiểu này xem nào. Thế với củ chuối thôi, chỉ cho to kiểu này thôi. Cũng mất luôn. Lại phát xem nào. À được này. À. Này. To ra nữa nào. Được đấy. To này về có khi được đấy. Được rồi. À, game đâu, game đâu. Game đâu. Tự nhiên bị game của mình đâu. Game đâu. Tự nhiên to ra mất mất tiêu cái game rồi. Ô, thế này như nào? Cho nhỏ ra nào. Ây da. Ây da. Kiểu gì các bạn, nó rất là củ chuối đấy, nó không không điều chỉnh được luôn. Ấn lại lần nữa để thoát lại phát nào. Bây giờ chơi kiểu này thì cũng khó lắm. Đây to đây, to đây, giờ lại không cho vào được các bạn ơi. À đây, vào đi, vào đi, vào đi. Bây giờ từ nãy giờ trải nghiệm nó mà có vẻ muốn đập cái máy quá. Này đây, pizza này và pizza luôn này. Đấy, để cho nó chạy xem thế nào. Chuối thật đấy. Lại phát nữa xem nào. Có âm thanh ấy các bác, có âm thanh đàng hoàng đấy nhá, tại vì đang cắm tai nghe các bác không nghe rõ thôi. Đấy. À, điều khiển được này, nhưng mà bị mất bố cái góc bên này rồi. Cho ra xem nào. À rồi. Rồi rồi. Đây này các bác. Nói chung là các bác mà à, chơi được, chơi được. Đây. Chỗ này lại không được à? Ây giời, chỗ này lại không không cảm ứng được à? Muốn đánh ấy, muốn chỗ cái tay cơ này thì lại không được. Chán thế nhỉ? Trọng là tí nữa xem nào. Ây giời. Tay cơ này không được các bạn. Nhấn vào chỗ điều khiển này thì được. Tay cơ không được. Full nào xem nào. À, full nào, full nào. Vẫn không được. Vẫn không được các bạn. Ui giời, thế thì đánh cục quá gì. Bàn phím cũng không được luôn. Thôi. Nói chung là không được luôn các bạn. Bỏ. Chán quá rồi. Bỏ. Đó. Ơi.
Nói chung là đấy, từ nãy giờ thì em test một số cái app và cả mấy cái game ấy thì nói chung là cái này ấy, nó chỉ có dùng được cho các bác là mấy cái game nhẹ nhàng cảm ứng một điểm thôi nhá. Đấy, và mấy cái app thì nó cũng dùng cũng tạm tạm đấy. Và bây giờ sẽ thử xem là cái kết nối cái sạc này xem nó ok không nhá. Nó cắm vào cái cổng sạc. Đấy, vừa cắm vào nó hơi lung lay thì nó bị mất kết nối ấy. Nó sẽ kết nối lại ngay thôi. Thử xem có sạc không. Ở đây các bác nhìn này, các bác nhìn chỗ cái con trò chuột này này thì như thế này em thấy là nó có sạc nhé, có hiện cái dấu tia sét ở đây này, thì ok, như vậy là nó có thể vừa sạc vừa 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 kết nối LG-DX được. Thì đấy, thì vừa rồi em đã trải nghiệm cho các bác được là LG-DX trên cái Android 11 thì nó như thế nào. Thì thực ra thì nó chả có hơn cái quái gì cái 10 đâu, nó chưa một cải tiến một cái gì, các app các thứ thì nó cũng y chang như thế luôn, nó không có hỗ trợ được nhiều app luôn đấy, nhất là game thì không hỗ trợ nhiều luôn. Thì các bác dùng cái này với mục đích như kiểu là nhẹ nhàng hoặc là chơi mấy cái game một điểm thì được đấy, và nó có mỗi hơn cái duy nhất thôi, hơn một cái duy nhất thôi các bác, đó là nó có cái kiểu mà kết nối mà tắt màn hình đi vẫn kết nối được LG-DX, đó hơn mỗi cái Android 10 ở chỗ đấy thôi. Có nghĩa là nó sẽ tiết kiệm pin rồi đỡ hỏng cái điện thoại hơn cho các bác thôi. Đấy, như thế là nó mỗi điểm 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 mạnh nhất của Android 11 đó là nó có thể là kết nối điện thoại khi mà tắt tắt màn hình được. Thế thôi. Còn lại thì y chang như cái Android 10 luôn. Chẳng có gì thay đổi cả. App chưa hỗ trợ, chưa cải tiến gì cả. Đấy. Cho nên là các bác mà muốn dùng LG-DX thì các bác phải xác định trước nhé. Ok, chào các bác.